Luận Đại Trí Độ, quyển 18. Phẩm thứ nhất, tiếp theo. Bát Nhã Ba La Mật, Trí Huệ Ba La Mật, Kinh. Do chẳng nhiễm trước hết thảy các pháp mà Bồ Tát được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật. Luận, hỏi, thế nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật? Đáp, Bát Nhã gốc chữ Phạn thường được dịch là trí huệ. Đây chẳng phải là trí huệ thế gian mà là trí huệ của bậc thoát trần, do biết thật tướng của hết thảy các pháp. Vì danh từ trí huệ không thể diễn tả hết thâm nghĩa của bát nhã nên trong kinh thường dùng các danh từ bát nhã hoặc trí huệ bát nhã. Chư Bồ Tát từ khi sơ phát tâm đã tu trí huệ bát nhã, ba la mật là đáo bỉ ngạn, có nghĩa là qua đến bờ bên kia, bờ của giải thoát giác ngộ, đã giải nghĩa trước đây rồi. Hỏi, vì sao chư Bồ Tát sơ phát tâm chưa có được trí huệ hoàn toàn mà cũng gọi trí huệ của các Bồ Tát ấy là Bát Nhã Ba La Mật? Đáp, Phật có thật trí huệ Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát cũng tu nhân đó nên cũng gọi trí huệ của Bồ Tát là Bát Nhã Ba La Mật. Tùy chưa hoàn toàn nhưng về sau sẽ được hoàn toàn. Phật là đấng nhất thiết chủng trí, Bồ Tát tu hành trí huệ Bát Nhã Ba La Mật để được nhất thiết chủng trí. Hỏi, Phật đã như thật biết về thật tướng của các pháp, còn Bồ Tát chỉ mới được các pháp vô lậu, lại chưa được huệ nhãn hoàn toàn thanh tịnh. Như vậy vì sao nói Bồ Tát cũng vào được thật tướng các pháp? Đáp, Phật ví như người vào biển lặn đến tận đáy biển rồi, còn Bồ Tát ví như người tuy chưa lặn sâu đến tận đáy biển mà đã thấy suốt đến đáy biển rồi vậy. Bồ Tát có đại trí huệ soi sáng nên tuy còn cộng trú với phiền não mà đã thấy rõ Phật tánh nơi phiền não, tuy còn lưu tồn phiền não mà đã thấy được thật tướng các pháp vậy. Hỏi, thế nào gọi là Bồ Tát đã thấy được thật tướng các pháp? Đáp, như lời Phật dạy ngài Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát quán hết thảy các pháp là chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải khổ, chẳng phải lạc, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải có, chẳng phải không, thì gọi là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, thấy rõ thật tướng các pháp. Lại nữa, Bồ Tát quán hết thảy ngôn ngữ đều đoạn, hết thảy tâm hành đều diệt, thấy rõ tâm chẳng sanh cũng chẳng diệt, như như tịch tịnh như tướng niết bàn. Như bài kệ thuyết Bát Nhã Ba La Mật thật pháp chẳng điên đảo, niệm tưởng quán đều dứt, ngôn ngữ hành xứ diệt, tiêu trừ vô lượng tội, nhất tâm thường thanh tịnh, được diệu pháp như vậy mới thật là bát nhã. Như hư không chẳng nhiễm, văn tự chẳng thể bày, nếu quán được như vậy tức thì liền thấy Phật. Như thật quán các pháp Phật bát nhã niết bàn, tuy ba mà một tướng chân thật chẳng sai khác. Chư Phật chư Bồ Tát thường lợi ích chúng sanh đều do mẹ bát nhã sanh thành và dưỡng dục, là mẹ của muôn loài. Bát Nhã sanh chư Phật, chư Bồ Tát thánh hiền cùng tất cả chúng sanh. Một pháp môn Bát Nhã, Phật thuyết dưới nhiều tên, tùy tâm niệm chúng sanh lập ra có sai khác. Vào được trí Bát Nhã, tâm luận nghị liền dứt, ví như mặt trời mọc, đám sương mù liền tan. Bát Nhã oai đức lớn, như tâm người phân hai, người vô trí sợ hãi, người trí rất hân hoan. Người vào được Bát Nhã là chủ của Bát Nhã. Bát Nhã còn chẳng chấp, huống nữa chấp pháp khác. Bát Nhã chẳng đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Bậc trí nơi các pháp đều đi đến vô ngại. Người chưa được Bát Nhã bị các pháp trói buộc. Khi được Bát Nhã rồi, tức thì được giải thoát. Người thấy được Bát Nhã, chẳng còn chấp danh tướng, chẳng chấp luôn Bát Nhã mới là chân giải thoát. Việc đó quá hy hữu, ý nghĩa rất thâm diệu, ví như trò ảo thuật, thấy thật mà chẳng thật. Chư Phật chư Bồ Tát thành văn bích chi Phật, giải thoát cùng niết bàn đều từ Bát Nhã sanh. Phật thương xót chúng sanh, dùng ngôn ngữ thế gian thuyết các pháp giả danh, tuy thuyết mà chẳng thuyết. Bát Nhã Ba La Mật ví như đám lửa lớn, bốn bên chẳng thể thủ, xả hết các pháp thủ, xả luôn niệm chẳng thủ, nên là bất khả thủ. Bất khả thủ mà thủ mới thật gọi là thủ. Bát Nhã rất thậm thâm, tướng Bát Nhã bất hoại, vượt trên hết ngôn ngữ, chẳng y vào đâu cả. Tán thán pháp Bát Nhã được công đức sâu dày,
dù chưa thoát sanh tử, vẫn chẳng gì trói buộc. Hỏi, vì sao gọi Bát Nhã Ba La Mật là Đại Ba La Mật? Đáp, vì Bát Nhã Ba La Mật là đại trí huệ, là trí huệ đáo bỉ ngạ, đưa qua bờ bên kia, bờ giải thoát giác ngộ. Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật, của chư Bồ Tát, của chư Thánh Hiền. Bát Nhã Ba La Mật là Pháp tối thượng của chúng sanh, đưa chúng sanh đến đại quả báo Niết Bàn. Tất cả Ba La Mật kia chẳng được như vậy, nên gọi Bát Nhã Ba La Mật là Đại Ba La Mật. Hỏi, vì sao gọi Bát Nhã Ba La Mật là Đại Trí Huệ? Đáp, Bát Nhã Ba La Mật nhiếp thu hết thảy các trí huệ. Bồ Tát phải học hết thảy Pháp mới được hết thảy trí huệ, gọi là nhất thiết trí huệ. Hết thảy các bậc vô học, thận trí, vô sanh trí, bích chi Phật đều được nhất thiết trí huệ. Hỏi, giữa bích chi Phật và thanh văn có gì sai khác nhau? Đáp, đạo tuy là một nhưng pháp dụng trí có sai khác nhau. Bích chi Phật chẳng theo người khác nghe pháp, chẳng y theo pháp của người khác, chỉ tự dùng trí của mình tư duy mà được đạo. Bích chi Phật có hai tên gọi, đó là độc giác và duyên giác. Độc giác ra đời vào thời không có Phật, trừ vị ấy do thấy thế gian là vô thường, như do nhìn hoa rơi lá rụng mà khởi sanh tâm vô lậu, tự đoạn sạch các kiết sử vào được đạo. Duyên giác ra đời hoặc vào thời không có Phật hoặc vào thời có Phật, chư vị này do quán lý duyên khởi mà sanh tâm vô lậu, tự đoạn sạch các kiết sử vào được đạo. Lại nữa, có hai hạng người được bích chi Phật đạo, đó là hạng người sanh vào thời không có Phật, nhưng trong quá khứ vốn đã có học Phật, đã chứng Tu Đà Hoàn và sau đó đã trải qua bảy phen sanh tử, nay được thành đạo, chư vị này được gọi là tiểu bích chi Phật. Hạng người đã tích tập công đức trong suốt cả 100 kiếp, chẳng ngừng tăng trưởng trí huệ, thường tu tập thiền định thắng hơn A-la-hán, chư vị này được gọi là Đại Bích Chi Phật. Chư vị Bích Chi Phật chỉ ở một mình tự tu học, tự giác ngộ, rồi liền nhập Niết Bàn, không ra Hoằng Pháp độ sanh. Trái lại, Bồ Tát nguyện phát tâm thành Phật để độ thoát chúng sanh, nên thường tinh tấn tu sáu Pháp Ba La Mật, phá các phiền não mà được nhất thiết trí.